Rồi xin kính chào tất cả quý anh chị khách hàng. Thì hôm nay em rất được may mắn khi đứng cạnh một nhà vua anh chị khách hàng ha. Vì sao mà được gọi là vua anh chị ha? Tại vì xe này được xứng danh là vua địa hình, gọi là vua giữ giá nè anh chị khách hàng ha. Đó thì dòng xe Toyota Land Cruiser. Đây là phiên bản dành cho Trung Đông chị ha, nhưng mà sản xuất tại Nhật Bản nè. Đó anh chị, lát đi vòng quanh xe là mình sẽ thấy được những cái chữ mà giống như chữ Ả Rập bên Dubai vậy ha. Đó. Xe này đó là Land Cruiser 2016, phiên bản là phiên bản dầu anh chị ha, phiên bản đặc biệt bản dầu. Đó anh chị xem qua. Hôm nay em xin kính mời anh chị cùng tham quan qua con xe này ha. Đó, xe được trang bị tất cả đều là full LED anh chị ha. Đây, em LED nè. Để cả đèn gầm cũng là LED anh chị ha. Vẫn có hệ thống là rửa đèn luôn nè. Đó. Thì xe này được trang bị đầy đủ cảm biến nha anh chị cái này ha. Thì xe này chủ xe đã độ lên cái bộ body rồi anh chị ha. Đó, cái cản trước nè, nhìn rất là hầm hố luôn ha. Đây, có cảm biến nè. Đó, cảm biến hai bên nè. Đó, mặt ca lăng và xe cũng được trang bị là camera 360 độ anh chị ha. Xe thì có tông màu là màu trắng nè. Này hay gọi là màu trắng ngọc trai vậy ha. Và nội thất á, bên trong là màu đỏ nâu, rất là đẹp. Đó, xe đây, chữ Land Cruiser nè, đèn ha. Mặt tổng thể mặt ga lăng anh chị nhìn rất là hầm hố ha. Đó, gầm cao tới 210mm chị ha. Cái khoảng sáng gầm rất là cao. Làm sao đó gọi là địa hình luôn anh chị ha. Đó, đây cái mâm. Đây, tiếp đến là phần mâm xe nè. Mâm xe là mâm được trang bị bộ mâm là 18 inch anh chị ha. Đó, mâm rất là chắc chắn luôn. Con xe rất là đẹp. Con xe rất là hầm hố. Đây, tiếp đến là phần gương chiếu hậu nè. Chị xem qua nè. Có cùng màu với thân xe màu trắng nè, các viền mạ chrome nè, cũng được tích hợp là gập điện nè, chỉnh điện anh chị ha. Có cam 360. À đây anh chị thấy không? Đây có dòng chữ nè. Đó, chữ kiểu như chữ Ả Rập bên Dubai nha. Này là sản xuất cho thị trường Trung Đông anh chị ha. Nhưng mà xuất xứ là từ Nhật anh chị ha. Đó, đây cái tay nắm cửa. Tay nắm cửa thì thiết kế rất là tinh tế nha, và có 216 nhưng mà đã có cảm biến để mở xe anh chị ha, còn dấu vân tay á. Đó. Đây. Mùng cùng đi vào bên trong khoang nội thất ha. Các chi tiết cửa rất là liền lạc anh chị ha. Đây, chỉ ron của xe nè. Xe này còn rất là mới, rất là đẹp luôn anh chị ha. Đó. Đó. Giá bán con này loanh quanh là hơn 4 tỷ xíu anh chị khách hàng ha. Đó, đây, các chi tiết được ốp mạ gỗ nè, các nhựa nè, da nè, còn rất là đẹp. Đó, nè, mình thấy cái tay cầm nó cũng rất là bự to bản cái dòng xe khác vậy ha. Rất là chắc chắn. Đó, cái phần da nội thất nè. Rất là đẹp. Đó, Land Cruiser. Đây, nó cũng được. Và có đèn luôn anh chị ha. Đây là nguyên zin theo xe anh chị ha. Đó, có cả trang trí đèn luôn. Xe này được khách lên bộ da cái bộ lốp sàn 5D ha. Đó. Chị tổng thể không? Đây. Được ốp cả có viền mạ chrome nè. Ốp rất là nhìn chắc chắn anh chị ha. Cái bệ bước chân nè, nhìn rất là cứng cáp. Đó. Xe rất là đẹp. Đó, mình xem ha. Đây, phần phía sau nè. Nó cũng là các chi tiết đơn giản thôi, cửa thì vẫn là cửa tự động một chạm nè, các hộc để nước nè. Đó, cái phần lóc cửa nè. Đây, cái phần ron chỉ cửa cũng rất là đẹp ha. Đó, xe cũng được trang bị là hai màn hình phía sau nè. À, cho thêm tích hợp thêm hệ thống giải trí anh chị ha. Phần da nè. Rồi da này gọi cũng là da xịn chị ha, miệng nè, căng nè. Đó. Rất đẹp. Mâm lớp zin nè. Đây. Đây là phần động cơ dầu anh chị ha. Đó, ở Việt Nam thì thường nhiều là phần động cơ xăng chị ha. Dầu thì hiếm lắm, dầu thì chỉ ưa chuộng bên vòng Trung Đông thôi. Người ta mới đó thích dầu hơn. Đó, đây, động cơ V8, xe rất là mạnh mẽ. Đó, Land Cruiser anh chị ha, em mở cốp nè. Thì là có cái đặc biệt là xe này chưa được trang bị cúp điện anh chị ha, vẫn là cúp cơ bình thường thôi. Đó, các chi tiết nè. Còn rất là hầu như là còn nguyên zin hết anh chị ha. Rất đẹp. Xe còn phải nói là cứng cáp luôn nhỉ. Đây. Đó, cái bệ này mình có thể hạ xuống nè, đi picnic hay dã ngoại nè, mình ngồi rất là cứng thoải mái anh chị ha. Đó, bên trong xe. Đây. Xe thì có thiết kế những cái vật để đồ rất là tinh tế anh chị ha. Đây. Đây nè, đó mình chỉ mật lên, đây là bộ dụng cụ tháo lắp xe nè. Đó. Đây, nhiều khoang để mình chứa đồ anh chị. Đó, ghế thì bật rất là nhẹ nhàng, đó chỉ cần bật lên thôi. Đó. Bật lên như thế này xong mình chỉ giấu như thế này thôi. Đó, xe thì hầu nhìn tổng thể bên trong thì nó cũng sẽ giống như Fortuner anh chị ha, nhưng mà nó cao cấp hơn nhiều. Nó
Bên trong này thì là con đội như vậy ha. Đó. Nó thì mang xu hướng giống như lợi ích 570 của xe Lexus chị các bạn ha. Đó, cái phần có cả cổng sạc 100V ha. Cho anh chị mình đi công việc hay đó mình có cần sạc sẽ có đầy đủ tiện ích cho mình ha. Đó. Cái phần trần ở trên là màu xám vậy ha, chứ như màu xám tro vậy đó, chứ không phải màu kem nên là nó cũng không có dơ máy chị ha. Đó. Xe mà địa hình mà anh chị mình đóng vô cái gì nó cũng chắc nịch ha. Đó, phải mạnh mẽ vậy đó. Đó, dạ. Thì cũng tiếp đến đây á thì cũng cùng phân khúc nhưng mà cùng 5 chỗ thì bên em cũng có con Lexus RX 350 này đời 2021 anh chị khách hàng ha. Xe này vẫn còn rất là ken luôn, đi mới có 10.000 cây thôi. Đó, giá vai chào bán hiện tại là 4 tỷ 350 anh chị khách hàng ha. Đó, rất là khuyến mãi giảm sâu cho anh chị khách hàng đi Tết. Con này lúc thời điểm trước 2 tháng trước là nó lanh quanh tới 3 tỷ rưỡi anh chị ha. 4 tỷ rưỡi anh chị ha. Em nói nhầm xíu, 4 tỷ rưỡi nhưng mà hiện tại giảm giá là còn 4 tỷ 350 triệu anh chị ha. Đó, xe là hầu như là còn nguyên zin hết. Rất là đẹp. Đó, cũng là một sự lựa chọn đó anh chị khách hàng ha. Rồi, tiếp đến cái con Land Cruiser này ha, 2016 nè. Bản Trung Đông chị. Xe còn rất là đẹp luôn đó. Các đường chỉ nè. Đó, cái phần ốp da nè, đó. Anh quay tổng thể phần nội thất bên trong giúp em ha. Còn rất là đẹp. Đó, đây. Da nè. Anh chị khách hàng thấy không? Da vẫn còn cái độ căng nè. Đó. Quá đẹp, xe này đi cũng đâu đó cũng hơn 6 năm rồi anh chị nha. Cái để em coi cái số km ha. Cái số km con này là đi 97.000 cây anh chị ha. Đó. Một con xe 97.000 cây, 6 năm đi mà cái chất xe nó còn như là xe mới anh chị ha. Quá đẹp. Đó, 97.000 cây. Đó, mọi thứ mặt vô lăng này nọ. Xe thì được chỉnh điện chị ha, ghế lái nè. Cái phần ghế lái là được chỉnh điện nè, cũng được tích hợp các hệ thống cảm biến. Rồi, cái phần vô lăng á, đi đặc trưng xe hơn 4 tỷ mà vô lăng vẫn là chỉnh cơ vậy ha. Cũng đặc trưng của nhà Toyota thôi. Đó, phần trang bị option thì vẫn còn thiếu. Đó, và đèn thì được trang bị tự động nè. Đó, lên xuống. Đèn thì tự động chị, gạt mưa thì gạt mưa cơ bình thường thôi. Đó, thì cái vô lăng này tinh tế cái là được ốp gỗ nè, bọc da nè. Nhưng mà cái phần mà hệ thống giải trí chỉ là đơn giản ít thôi. Đó, chỉ có vài nút này. Rồi có cả hệ thống ga tự động khi mình đi lên cao tốc nè. Đó, xe này thì dẫn động 4 bánh toàn thời gian chị ha. Nhưng mà nó sẽ có chế độ là 4 bánh chậm và 4 thấp nè. Nhanh chứ, chậm và nhanh. Đó, để cho tùy theo cái địa hình mình chạy ha. Nó vẫn có khóa vi sai nè, các hộc để đồ nè, nhiều hộc để đồ. Và đặc biệt là nó có cái hộc lạnh đây anh chị. Giống như cái tủ lạnh mini ha, anh chị để nước ở đây nè, mình có thể bấm ở đây là để lạnh làm lạnh được anh chị ha. Đó, em để nổ máy lên cái ha. Đó, động cơ dầu nổ rất là, tuy là dầu nhưng mà động cơ rất im chị, do em mở cửa nha ha. Thì đây cái đầu DV cũng được nâng cấp lên rồi anh chị ha, nâng cấp lên hộ của OLED Pro ha. Đó, cam 360 rõ nét luôn. Thì đây là hệ thống máy lạnh nè, máy lạnh hai vùng độc lập anh chị ha. Có tự động và có cả cửa gió phía sau. Đó, xe gương chiếu hậu là tự động chống chói. Cửa sổ trời là tự động một chạm anh chị ha. Chỉnh điện, hoàn toàn chỉnh điện hết. Đó. Nhưng đó, anh chị mình đi off-road, mình đi du lịch gì đó, cửa sổ trời thoải mái ha. Anh chị thấy không? Kể cả khi mà hồi sáng bước lên chiếc xe này em chạy á, cái vị trí ghế ngồi nó rất là cao. Cái tầm nhìn nó rất là khoáng chị ha. Phải nói là xe này lên chạy rất là sướng, đạp động cơ V8 à, cho công suất mã lực nó lên tới là 368 mã lực anh chị, moment là 650 Nm ha, phải nói là rất là mạnh mẽ. Đó, em mời anh chị cùng đi tới phần động cơ ha. Đây, đó, xe phải nói là còn rất là cứng, 6 năm rồi, 97.000 cây. Đây, cái phần nắp capo thì cũng được thanh thủy lực anh chị ha. Đó, đây. Động cơ V8 cho anh chị nghe cái phần tiếng của động cơ ha. Động cơ dầu thôi nhưng mà như vậy là rất là im anh chị ha. Không có tiếng lạ luôn. Đây, đó. Rất là êm ái. Xe này do sử dụng động cơ V8 công suất lớn nên là có thêm cái tản nhiệt ở đây anh chị ha, lấy gió tự nhiên nè, vô để cho phần giải nhiệt đây và có thêm hệ thống giải nhiệt ở dưới nữa.
đó. Thì cái phần tiết kiệm nhiên liệu thì dầu nó cũng xe này cũng khá là tiết kiệm chị ha. Đó. À, xe nè, anh chị xem các chi tiết xe nè. Đó, hầu như các con ốc ác là nguyên zin hết anh chị. Đó. Đó. Đây, các chi tiết nè. Đó. Đó. Rồi. Với giá loanh quanh là hơn 4 tỷ thôi, nhưng mà anh chị có thể sở hữu được cái xe nhà vua anh chị ha. Xe gọi là được nhiều gọi là bố chủ tịch đó. Trên mạng hay nói vui là bố chủ tịch mới sử dụng được anh chị ha. Đó, thì hiện tại bên em vẫn còn dòng này và con Lexus RX350 anh chị khách hàng nào mà quan tâm mình muốn xem xe. Đó thì cứ liên hệ trực tiếp với em với số điện thoại trên ha. Với lại anh chị khách hàng nào mà mình đang có nhu cầu mình đổi xe, mình muốn bán xe thì cứ liên hệ trực tiếp với em. Bên em làm việc rất là nhanh lẹ anh chị ha, chỉ cần gửi xe hình xe qua Zalo hay đó là bên em sẽ thẩm định giá và tới nhà thu xe anh chị full tiền trong ngày, thủ tục nhanh chóng dứt điểm, không có dây dưa anh chị khách hàng ha. Rồi thì em xin kính chào quý vị khách hàng. Anh chị khách hàng thấy hay thì like share cho chúng em để theo dõi, để bên em khi mà ra nhiều con xe mới về á thì anh chị khách hàng sẽ theo dõi được ha. Rồi xin kính chào quý vị khách hàng.